Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Shin 2 tuổi đã quay trở lại rồi đây. Các bạn có bao giờ thắc mắc lần đầu tiên đội phòng vệ gặp nhau là khi nào không? Thế thì video này là dành cho mọi người đấy. Nhóm bạn đã quen nhau từ hồi 2 tuổi, sau đó cùng trải qua rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ như tập làm ninja và khám phá căn phòng bí mật ở trường. Đó cũng chính là những câu chuyện mà tớ muốn kể trong video ngày hôm nay. Chúng mình cùng vào lớp thôi nào. Tập phim Lần đầu đi nha sĩ. Một buổi sáng của 3 năm về trước, mẹ Mise đang nằm xem album ảnh gia đình. Shin 2 tuổi dễ thương quá, khóc, cười hay giận dỗi đều rất đáng yêu. Nhìn kìa, cậu ấy đang ngủ say tít thò lò, đến ngủ cũng cute nữa chứ. Sau đó, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Mẹ bảo với bố rằng ngày mai sẽ đưa Shin đến hội trường công cộng vì cậu nhóc đến tuổi phải đánh răng rồi. Đúng đấy, sâu răng thì không tốt đâu. Bố mẹ dặn Shin phải giữ gìn răng miệng, đừng để sâu đục lỗ nha. Nhìn cô cậu hưởng ứng kìa, dễ thương như này sao chịu nổi. Hôm sau, mẹ Mise và Shin đã có mặt tại hội trường Kasukabe. Chúng ta sẽ được gặp nhiều bạn lắm đây. Cô y tá hướng dẫn mẹ điền phiếu đăng ký rồi tới phòng chờ ngồi đợi. Ái chà, ở đây có nhiều người quá, các cậu có nhận ra các em bé này không nhỉ? Ở kìa, thiếu bạn thò ló mũi rồi. Hai mẹ con ngồi xuống và làm quen với mọi người. Đây là Kazama Toru, 2 tuổi. Cô bé này liên tục chỉ tay về phía thùng đồ chơi gia đình rồi chạy tới đó. Sakurada Nene là tên của bạn ấy. Cậu nhóc mà sâu nhát quá nên cứ núp sau lưng mẹ. Shin hay làm mấy hành động kỳ quặc khiến mẹ khó xử ghê. Nene cầm một cốc nước, chạy tới mời Kazama, thế là thu phục thêm được một đứa chơi với mình. Shin cũng qua chơi với các bạn đi nào, mặt tươi tỉnh lên em ơi. Cậu lấy cái kính đeo vào trông đến oai. Nene qua rủ Masao, gọi mãi mà cứ đứng như tượng, làm bà nóng hết cả mặt. Kìa Nene, để bạn Masao tự quyết định chứ con. Cô bé lại dùng bánh ngọt để dụ dỗ, Nene thiệt là biết cách thu hút mọi người ha. Khi Masao phát hiện ra cái bánh fake thì đã quá muộn, Nene nằm ườn ra, còn Masao phải đứng quét nhà. Mai mốt Masao sẽ trở thành một người chồng tốt đây. Shin đeo kính cho Kazama, nhưng cậu ta lại ném đi, làm vậy tổn thương Shin lắm đó. Quét xong rồi thì rửa nốt đống bát đũa đi nha Masao. Khi chị y tá gọi tên, mấy mẹ con cùng vào phòng đợi. Có vẻ các bạn nhỏ không thích được đánh răng thì phải, thấy khóc quá trời. 4 thanh niên bắt đầu lên thớt, đứa nào cũng nhắm tịt mắt vì sợ, nhất là Masao. Cái bàn chải có gì mà hoảng thế nhỉ? Mẹ kêu Shin nằm xuống nhưng cậu cứ bám lấy áo, bò ra đằng sau. Thôi nào, nhìn các bạn đánh răng ngoan chưa kìa, giỏi nhất là Masao, không cựa quậy, không khóc lóc gì luôn. À thì cậu bé ngất xỉu luôn rồi ạ. Bác sĩ bảo mẹ cứ yên tâm, bà đã có tận 40 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Thế mà vẫn không tóm được cu cậu. Mẹ xoay vòng vòng làm Shin không bám được nữa. Cậu nhảy xuống rồi chạy tót đi. Thấy mẹ và bác sĩ ngã, Shin khoái lắm. Đột nhiên Shin thấy một chị gái rất xinh đẹp, lên nhảy lên đùi ngồi, còn muốn được chị này đánh răng cơ. Bà bác sĩ kia chắc tức lắm đây, chưa thấy đứa bé nào đánh răng mà sướng như Shin luôn nhá. Tập phim Tớ là ninja đó. Giờ ra chơi ở trường mẫu giáo, thầy giáo và các bạn để ý Bo và Shin đang chăm chú nhìn nhau không chớp mắt, hỏi ra mới biết họ đang tập làm ninja. Bo dùng nhẫn pháp hóa đá để kẻ địch không nhận ra mình, còn Shin dùng nhẫn pháp tắc kè, ẩn mình vào mặt đất. Chơi như này chán òm, tụi mình hãy đóng giả ninja một cách hẳn hoi đi nào. Chơi ninja mà không rủ Nene là một thiếu sót trầm trọng nha. Muốn trở thành một nhẫn giả tu luyện rất nghiêm khắc, đặc biệt hơn, chúng ta phải có một sư phụ, biết tìm ở đâu bây giờ? Hình như có ai vừa nhắc đến tôi thì phải. Nếu các em thành tâm muốn theo học, thầy sẽ đóng vai sư phụ cho. Hồi thầy còn bé, đám con trai ai cũng ước mơ được trở thành ninja, nên thầy am hiểu rõ lắm. Sau vài giây suy nghĩ, đội phòng vệ quyết định bái thầy làm sư phụ. Thế thì vào học ngay và luôn thôi. Bí kíp số 1, thiền định. Điều đầu tiên mà các ninja sơ đẳng phải học chính là thiền, giữ cho đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì hết. Masao thấy không nghĩ gì thì khó lắm, nhưng mà với Shin thì dễ ạc, lúc nào cậu ấy cũng vậy mà. Thầy giáo múa vài đường rồi làm mẫu, đám nhóc phấn khích lắm, y như thật đấy. Đội phòng vệ làm theo ngay. Đúng rồi, hết sức tập trung vào. Ngoài sân, tiểu thư Ai đang đi tìm anh Shin. Thầy ơi, tụi em phải đứng như này bao lâu nữa ạ? Đơn giản quá, có cái gì ngầu hơn không thầy? Hầy, mới tập mà đã nản rồi sao? Các em hãy nhìn Shinosuke và Bo đi, thế mới gọi là thiền chứ. Bí kíp số 2, thuật phi chân. Ái chả nghe hay đấy, nó là gì thế thầy? Rất đơn giản, ninja phải biết di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió và không phát ra tiếng động. Thầy xếp một hàng khăn trên sàn rồi bắt đầu thể hiện, bước đi rất uyển chuyển. Khi nhìn lại, những tấm khăn không hề bị xê dịch một chút nào. Quá đơn giản, chỉ cần bước thật nhẹ nhàng là được. Kazama là người thực hành đầu tiên, vừa mới bước đầu đã thất bại, gáy to nữa lên. Thầy cho các đệ tử lời khuyên, khi bước vào phải hóp bụng và siết chặt mông. Nghe thấy thế, Shin liền tụt quần xuống, rón rén từng bước rồi chạy vèo qua, đỉnh thật. Bí kíp số 3, nhẫn giả tẩu khứ. Cái này hơi khó mô tả, các em nhìn thầy làm mẫu nhé. Sau lưng sư phụ có một đoạn giấy vệ sinh dài, chúng ta phải chạy sao để nó không chạm đất. Các đệ tử mẫu bám theo thầy nào. Masao và Bo khá lo cho Shin, nhưng cậu ta bảo không sao cả. Ôi trời, đoạn giấy của Shin dài quá, cô cố gắng thế nào cũng không bay lên được. Sư phụ bật cười, nếu nó bay lên thì Shin đi thi Olympic môn điền kinh được đấy. Cậu phóng vèo một cái ra cổng trường, chỗ có chị gái xinh đẹp đi ngang qua. Uầy, nhiều khi thấy Shin đỉnh thật sự. Bí kíp số 4, phóng phi tiêu. Thầy đã chuẩn bị sẵn một thùng phi tiêu giấy rồi đây, ninja không thể thiếu thứ vũ khí này được. Đột nhiên sư phụ cười nham hiểm, mấy tên tép diêu kia xông lên đây, một mình ta chấp hết. 5 anh em vào vị trí chiến đấu, dù có ném bao nhiêu cũng không chạm được người tên xấu xa. Shin cay lắm, chạy ra lục thùng thì thấy 2 phi tiêu khổng lồ. Bé Ai cuối cùng cũng tìm thấy anh Shin, trận đấu solo 1-1 giữa 2 ninja bắt đầu. Cái đầu tiên thì trúng thẳng mặt thầy, cái thứ hai thì bay lên không trung hướng về phía Ai. Đánh hơi thấy nguy hiểm, Kuroso tốc biến lao ra tóm lấy phi tiêu. Sau khi trả lại cho hiệu trưởng, anh lại biến mất vào bụi cây. Ui, chú Kuroso là ninja chính hiệu đấy, chúng mình qua Shin làm đệ tử đây. Thầy hiệu trưởng rất bất ngờ trước tài năng của chú vệ sĩ. Chú ơi, xin hãy nhận tôi làm đệ tử với. Tập phim Căn phòng bí mật là thiên đường. Một ngày trời mưa, nhóm bạn đang chơi đá bi thì Shin lỡ để nó chạy vào trong nhà kho. Cậu đang tìm thì chú ý đến cái tủ này. Có khi nào viên bi chui ra từ đằng sau không ta? Đúng rồi này, nhưng khe bé quá không thò vào được. Cả nhóm phải nhấc cái tủ ra thì mới nhặt được em bi. Khoan đã, ở đây có một cánh cửa, trên đó viết không được vào. Theo bò, đây là một căn phòng cấm. Mấy bạn sợ lắm, nghe như chuyện ma ở trường mẫu giáo. Shin định mở ra, nhưng các bạn ngăn lại. Chúng ta phải nói với cô giáo, nhỡ có thứ gì đáng sợ bên trong thì nguy hiểm lắm. Cả 3 cô đều không biết gì cả, chỉ có thầy hiệu trưởng là mặt tái mét. Nếu trên đó đã ghi không được vào thì các em tuyệt đối không được tò mò. Thầy hiệu trưởng liên tục dọa dẫm tụi nhóc, hành động đáng nghi của bang chủ đã lọt vào tầm ngắm của đội phòng vệ. Lát sau, các bạn thấy thầy cô đi vô nhà kho, bê cái tủ kia ra, tụi mình phải bí mật làm sáng tỏ vụ này mới được. Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy ạ? Trời ạ, tên Shin kia, sao mà lộ liễu thế? Thầy đến kiểm tra xem cánh cửa đã bị mở chưa ấy mà, giờ thầy kê tủ lại nè. Shin bảo thầy nói chuyện lòng vòng y như mẹ của Nene. Thầy rời đi nhưng vẫn rất lo lắng. May là cô giáo đã đến dặn tụi nhóc một lần nữa và kéo chúng đi ăn trưa. Vì căn phòng đó mà trưa nay Shin thao thức chẳng ngủ được. Các bạn cũng vậy, có khi đêm nay cũng mất ngủ nốt. Đội phòng vệ quyết định làm sáng tỏ vụ việc. Lạ quá, cái tủ nặng hơn ban sáng rất nhiều. Hóa ra bên trong toàn là tạ, chắc chắn thầy hiệu trưởng làm việc này. Dọn dẹp xong, các bạn bước đến cánh cửa. Ai cũng hoang mang lo sợ. Khi cửa hé ra, bên trong là một nhà kho chứa đầy búp bê, robot, sách vở. Nene biết có búp bê Mika này, ngày xưa mẹ Nene hay chơi với nó. Bên kia có rất nhiều thẻ bài hiếm từ xưa. Tàu hỏa này, bức tượng này, con robot này phải đắt giá lắm. Các bạn cùng chơi với nhau rất vui, cho đến khi bị bà cô giáo phát hiện. Cô Yoshinaga thất vọng, các em đã hứa với thầy hiệu trưởng rồi cơ mà. Công nhận nơi này có nhiều đồ hiếm ghê. Con búp bê cô Ageo luôn mơ ước, cái đĩa cô Matsuzaka cầm phải đáng giá lắm. Này này, chúng ta chỉ đến đây xem thử thôi. Hóa ra các cô cũng định bí mật đột nhập. Mấy người kia, thôi sao, bị bang chủ phát hiện rồi. Thầy khiển trách các cô giáo, phê bình mấy em học sinh vì tội đột nhập trái phép. Nhìn theo mắt thầy, Shin phát hiện một cái hộp kỳ lạ. Thầy chạy đến, tóm lấy, thì ảnh bên trong rơi hết ra. Ui, là thầy hiệu trưởng lúc còn trẻ, cũng phong cách và biết tạo dáng phết đấy. Hóa ra đây là lý do thầy che giấu căn phòng này. Tập phim, giữ phòng sạch sẽ thật khó. Tờ mờ sáng cả nhà đang yên giấc thì mẹ nghe Bạch Tuyết rên rỉ. Mẹ ngó ra xem tình hình, cậu ấy đang nhìn về phía nhà kho, có thứ gì đó ở bên trong, tưởng là trộm nên bố cầm chổi đề phòng. Vừa mở cửa thì đống thùng ập xuống, khiến Shin và Hima tỉnh cả ngủ. Mẹ kéo mãi bố mới thoát khỏi núi hỗn độn. Nhìn thấy tên dì Muse trên đó, mẹ bực bội đi tìm dì để hỏi tội. Đến chung cư Matajure, mẹ vừa gõ cửa thì Shin chắn ngang, kêu dì Muse mau chạy đi. Ba mẹ con nghé vô, sao lại sạch sẽ thế này? Chắc là nhầm phòng rồi. Shin nhất quyết không cho mẹ vô, chỉ đến khi dì mở cửa cậu mới tin. Tại cái phòng sạch quá nên Shin không quen, bởi vì tất cả đồ của dì đang ở nhà Nohara mà. Chà, nhìn chỗ nào cũng lấp lánh nhỉ, dì giữ phòng sạch sẽ để nhà chị như cái chuồng lợn vậy hả? Shin và Hima vẫn chưa tin được, phòng của dì Muse phải bừa bộn như cái bãi rác cơ mà. Quay ra đây mẹ Mise hỏi tội, tại sao dì lại lén lút chất đồ vào nhà chị như ăn trộm vậy hả? Này, ăn trộm là lấy đi, con em bỏ vô mà. Thích cãi không, mẹ biến thành quái vật bây giờ. Chuyện là như này, ngày nọ khi dì đang nằm than thở vì không có chỗ để hành nghề nhấp ảnh, studio phải thuê mất tiền thì đọc được bài báo về triển lãm ảnh tại nhà. Mọi người sẽ tới đây và ngắm những tác phẩm của dì, còn mẹ Mise có thể thu phí ở bên ngoài. Chỉ vì thế mà em vứt đống rác đó vô nhà chị sao? Không, nó là tài sản của em đấy. Bao giờ triển lãm kết thúc thì em sẽ lấy về. Thấy Shiranami Bim rơi vãi ra sàn, dì lập tức lấy chổi quét đi ngay. Công nhận chẳng giống dì Muse bình thường tí nào. Vài ngày sau, Shin lại tới thăm dì đang vẽ tờ quảng cáo cho triển lãm, nhưng chẳng có ý tưởng hay ho nên lại nằm ươn. Thế để cháu trổ tài giúp nha. Khi Shin đang vẽ thì dì lấy bánh và nước ra ăn, xong trước dì cấm cháu cơ mà. Thì dì sống ở đây nên được phép ăn thôi. Một chiếc bánh gạo rơi ra, dì dẫm phải cái bút màu rồi bay đến gần tường. May quá, tí thì dẫm phải rồi. Oh no, nhìn sàn nhà kìa. Dì lấy cái khăn ra lau, công nhận trưởng thành quá rồi. Sạch bong, nhưng màu không đồng bộ thì phải, dì nên lau cả nhà đi ạ. Thôi kệ đi, có một vết thôi à. Mẹ ở nhà đọc báo, thầy đưa tin giá cho thuê kho chứa đồ là 8.000 yên, mẹ liền đến đòi tiền dì. Không có tiền thì phải trả bằng sức lao động, Mẹ nằm xuống và tận hưởng cảm giác thoải mái. Tự dưng khát quá, giá mà có chai trà xanh không độ trong tủ lạnh để uống thì tốt biết mấy. Khiếp, mẹ tính mắt ghê ha. Vài ngày sau, ba mẹ con lại đến xem triển lãm của dì Muse. Trời, sao bề bộn thế này? Một tuần rồi có dọn dẹp đâu, dì Muse của chúng ta lại trở về rồi. Mẹ mở tủ ra để lấy chổi thì đống đồ lại ập xuống. Đúng là chị em ruột có khác. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp học truyện tranh nhé. Tiện thể bình luận những tập phim mà các bạn muốn ở bên dưới. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho lên sóng ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!